Xin chào tất cả các em, và hôm nay chúng ta sẽ chuyển qua một bài mới, đó là bài số 6, mặt phẳng tọa độ. Vậy thì ở lớp 6 chúng ta ở môn vật lý, ở quên địa lý chúng ta đã có xác định tọa độ của một điểm ở trên mặt phẳng tọa độ của địa lý đúng không nào? Ví dụ giống như là ở trên mỗi bản đồ địa lý đúng không? Chúng ta sẽ xác định được một cặp điểm gồm hai số là kinh độ và vĩ độ. Chẳng hạn như là tọa độ địa lý của mũi Cà Mau được xác định với tọa độ đó là 104 độ 40 phút đông và 8 độ 30 phút bắc. Đó, vậy là chúng ta xác định được vị trí của mũi Cà Mau trên bản đồ địa lý. Hoặc là khi mà các em đi coi phim là thân thiện nhất đúng không? Khi coi phim thì nhân viên bán vé sẽ chú thích cho các em là ngồi ở ghế bao nhiêu, hàng bao nhiêu. Ví dụ như là ghế H1, tức là ở hàng H và ở vị trí số 1 của hàng H. Tiếp theo là ví dụ như là ghế G3 thì tức là ngồi ở hàng G, hàng ngang là hàng G và ở vị trí đó chính là số 3. Tương tự như vậy thì ở trong toán học chúng ta cũng xác định được tọa độ của một điểm. Và để xác định được tọa độ của điểm đó thì chúng ta qua phần 2 nhỏ, mặt phẳng tọa độ. Vậy ở đây cô sẽ hướng dẫn các em luôn nhé. Để xác định được một mặt phẳng tọa độ, chúng ta sẽ có đó là hai trục OX và OY vuông góc với nhau tại O. Và cô sẽ vẽ minh họa và các em cùng vẽ tương tự với cô ha. Đây mình phải vẽ được trục OX và trục OY vuông góc với nhau. Vậy thì ở đây OX chính là trục nằm ngang, OY là trục nằm dọc. Và các trục này được gọi là trục tọa độ. Với OX được gọi là trục hoành. Các em ghi vô ha. Đây là được gọi là trục hoành. OX được gọi là trục hoành ha. Các em có thể chú thích qua đây. Và đây là trục nằm ngang, các em nhớ ha. Đây, cô ghi chú thích là nằm ngang để các em dễ phân biệt. Nằm ngang. Và trục OY là trục nằm dọc và được gọi là trục tung. Và trục này là trục nằm dọc. À, vậy khi đó giao điểm O được gọi là biểu diễn cho số 0 của hai trục này và được gọi là gốc tọa độ. Cô gạch dưới từ gốc tọa độ. Được chưa nào? Và mặt phẳng chứa hệ trục tọa độ OXY được gọi là mặt phẳng tọa độ OXY. Và ở đây cô hướng dẫn các em chia đơn vị trên các trục luôn nhé. Ở đây chúng ta thấy rằng trên trục OX thì điểm O là điểm ở giữa. Chia OX ra thành hai phần, một phần phía bên bên trái, một phần phía bên phải. Và phần phía bên mũi tên này được gọi là phần dương. Thì chúng ta sẽ chia những cái ô như thế này. Và những phần này là những đơn vị bằng nhau. Ví dụ giống như đây là 1 thì đây sẽ là 2, 3 và 4. Đúng chưa nào? Vậy mình phải chia ra những phần bằng nhau nhá. Là mỗi phần sẽ biểu diễn cho một đơn vị. Vậy thì ở đây chiều này sẽ là chiều âm và biểu diễn là -1, -2, -3. Cô vẽ thêm một xíu để biểu diễn luôn -4 nhé. Đó, -4. Được không nào? Và tương tự như vậy thì trục OY
Phần hướng lên trên sẽ là phần dương và phần hướng xuống dưới là phần âm. Vậy thì cô cũng chia các đơn vị nó phải bằng nhau. Đó. Thì bên đây sẽ là một đơn vị, hai đơn vị, ba đơn vị. Còn phần dưới sẽ là âm, âm 1, âm 2, âm 3. Được chưa nào? Cũng không có khó lắm đúng không? Em nhớ cho cô là như vậy. Và đường OX và OY sẽ chia mặt phẳng này thành 4 phần bằng nhau như thế này. Và người ta quy ước gọi đây là góc phần tư thứ nhất. Góc phần tư thứ nhất. Và đây là góc phần tư thứ hai. Đây là góc phần tư thứ ba. Và đây là góc phần tư thứ bốn. Em nhớ không nào? Ví dụ người ta kêu là chỉ cho cô biết góc phần tư thứ hai ở đâu thì các em chỉ cho cô ở phần này. Đó, góc phía bên này hất lên. Góc phần tư thứ tư là phần dưới này, ở phía bên này. Đúng không nào? Cũng khá là đơn giản đúng không? Và các em nhìn vào trục thì tóm tắt lại cho cô này. Ở đây mình có OX và OY vuông góc với nhau tại O. Và OX nằm ngang được gọi là trục hoành, OY nằm dọc được gọi là trục tung. Được chưa? Và O giao điểm của OX và OY biểu diễn cho số 0 và được gọi là góc tọa độ. Tiếp theo là chia đi. OX và OY chia mặt phẳng này thành 4 phần. Phần ở góc đây được gọi là góc phần tư thứ nhất, góc phần tư thứ hai, góc phần tư thứ ba và góc phần tư thứ tư. Và cái mặt phẳng chứa hệ tọa độ OXY như thế này được gọi là mặt phẳng tọa độ. Đơn giản đúng không nào? Nhớ ha, mặt phẳng tọa độ. Và bây giờ để biểu diễn được những điểm trên mặt phẳng tọa độ thì chúng ta qua phần tiếp theo là phần ba nhỏ. Và ở đây chúng ta có trong sách có mô tả cho các em như sau. Trong mặt phẳng tọa độ OXY, cho một điểm P bất kỳ, từ P vẽ các đường thẳng vuông góc với các trục tọa độ. Vậy ví dụ ở đây cô sẽ xóa những cái phần này. Thông thường thì vẽ trục tọa độ các em không xác định cái này, và phần này chỉ để các em nhớ được rằng khi mà người ta nói tới góc phần tư thứ nhất, góc phần tư thứ hai, góc phần tư thứ ba và thứ tư thì các em nhớ được cho cô là phần nào. Được không? Các em đợi cô một xíu. Rồi, cô lau lại cho nó sạch. À, vậy thì cô khi cô lấy một điểm bất kỳ ở đây, cô đây là điểm P, thì ở đây người ta yêu cầu là từ P vẽ các đường thẳng vuông góc với trục tọa độ. Vậy thì cô sẽ vẽ các đường thẳng vuông góc với trục tọa độ thử nha. Đây P cô vẽ vuông góc với OX trước thì cô nhắm xuống vuông góc với OX đó. Và vẽ vuông góc với OY. Được không nào? Vậy thì ở đây cô thấy là khi mà cô giống xuống trục OX thì cô thấy đây là vị trí của số 2. Và đây là vị trí của số 3 trên trục OY. Vậy cô thấy X ở đây là bằng X
P của cô là bằng 2 và IP là bằng 3. Vậy khi này cô ký hiệu điểm P là có tọa độ là 2, 3. Đúng không nào? Và khi đó cô gọi ở đây gọi là hoành độ và số 3 là tung độ của điểm P. Vậy thì mình có một cái tổng quát rằng nếu điểm M có tọa độ là x0, y0 như trên bảng ha, thì điểm M được đó, điểm M sẽ xác định duy nhất được một điểm M có tọa độ là x0, y0. Ví dụ ở đây cô xác định đây là điểm M nha, điểm M ở đây đi, M có tọa độ là x0, y0. Thì muốn xác định được điểm M này x0, y0 thì đầu tiên chúng ta sẽ xác định x0 và y0. Sau đó chúng ta sẽ vẽ song song qua, đúng không? Vẽ vuông góc với từng cái trục. Đó. Vậy ở đâu sẽ là x0 nhỉ? Ở đâu nhỉ? Đúng rồi, x thì sẽ nằm trên trục OX, vậy ở đây chính là x0. Y0 thì sẽ nằm trên trục OY và ở đây. Đúng không nào? Và với mỗi cặp số như thế này chúng ta sẽ xác định được một điểm. Và với một điểm như thế này chúng ta cũng xác định được một cặp tọa độ XY. Đúng không nào? Cái này khá là đơn giản. Thì cô có tóm tắt như sau. Đó, mỗi điểm M được xác định bởi một cặp số là X0, Y0. Và mỗi cặp số X0, Y0 thì xác định được một điểm M. Cặp số X0, Y0 là tọa độ của điểm M. Với X0 được gọi là hoành độ và Y0 được gọi là tung độ. Thì mình có X0 được gọi là hoành độ. Và Y0 được gọi là tung độ. Nói đơn giản một chút, cả X0 là tọa độ trục hoành của điểm M. Đây, xác định được điểm X0, xác định được Y0. Chúng ta vẽ những cái đường thẳng vuông góc với trục OX và được trục OY đi qua điểm X0 và Y0. Thì nó giao nhau ở đâu? Thì điểm đó chính là điểm M. Được không nào? Vậy thì để củng cố phần này, chúng ta sẽ làm phần chấm hỏi 1. Chấm hỏi 1 yêu cầu các em đó là tìm điểm P và điểm Q. Điểm P có tọa độ là 2, 3 và điểm Q có tọa độ là 3, 2. Vậy thì P tọa độ là 2, 3. Rất trùng hợp, nãy cô vừa mới tìm ra điểm P có tọa độ là 2, 3. Đúng nào? Vậy thì ở đây xác định cho cô này, P tọa độ là 2, 3, vậy là đây là XP bằng 2, YP bằng bằng 3. Vậy thì xác định được X bằng 2, Y bằng 3. Sau đó chúng ta sẽ vẽ những cái đường nét đứt vuông góc với trục OX và vuông góc với trục OY cắt nhau tại đâu thì đó chính là điểm P với tọa độ là 2, 3. Tương tự như vậy, làm được điểm Q không nào? Điểm Q tọa độ là 3, 2. Vậy thì chúng ta cùng xác định thử nha. Vậy thì ở đây thì chúng ta có là X của Q là bằng 3, Y của Q là bằng 2. Vậy cô phải vẽ tìm được cái gì nhỉ? Tìm được X bằng 3 đúng không? X bằng 3 ở đâu nào? 3 ở đây đúng không nào? Đó. Và Y, Q là bằng 2 là ở đây. Đó. Trên trục OY lấy tại điểm 2. Vậy bây giờ cô phải làm gì nhỉ? Đúng rồi, cô vẽ đường nét đứt đi qua hai con số này và vuông góc với từng cái trục. Thì đầu tiên cô sẽ vẽ đường nét đứt đi qua
XQ bằng 3 và đường thứ hai là cô đi qua YQ bằng 2. Thì cô thấy nó giao nhau tại đây. Và cô xác định được đây là điểm Q với tọa độ là 3, 2. Các em nhớ là khi viết mặt phẳng tọa độ của điểm M thì ở chính giữa là dấu chấm phẩy như này. Còn M có tọa độ là x0, y0 thì cô cũng có thể viết tắt lại là như này, M x0 chấm phẩy y0. Là mình hiểu điểm M có tọa độ là x0, y0, được không nào? Vậy quá dễ rồi đúng không? Nhưng mà cô cũng muốn các em nhớ thêm và đưa ra một ví dụ khó hơn. Đó là xác định điểm N với tọa độ là trừ 2, 3 phần 2. Số chẵn thì quá dễ rồi. Vậy thì đến số, số âm và số thập phân thì chúng ta, phân số thì chúng ta phải xác định như thế nào trên trục số. Thì các em để ý cho cô, số âm trừ 2, đây là xn bằng trừ 2 đúng không nào? Và yn bằng bao nhiêu đây? Bằng 3 phần 2. Vậy thì chúng ta bắt đầu tìm xn bằng trừ 2. Vậy trục x đâu? Trục x đây. Và cô xác định điểm trừ 2 là đây đúng không nào? Đó. Tiếp theo là cô phải tìm được điểm yn bằng 3 phần 2. Vậy làm sao mà cô xác định được điểm 3 phần 2 trên trục số này? Thì các em để ý cho cô. Khi mà có một phân số thì ở phần này là phần một đơn vị chia thành, cho nên cô gọi là chia. Và phần này là phần lấy. Được không nào? Vậy thì một đơn vị cô sẽ chia làm hai phần và cô sẽ lấy 3 phần. Vậy đây là y thì cô xác định trên trục OY là trục tung. Thì mình để ý là một đơn vị mình chia làm hai phần, đây là số dương cô chia ở phần này nha. Vậy từ 0 đến 1 cô sẽ chia làm hai phần. Từ 1 đến 2 cô chia làm hai phần. Đúng không nào? Và từ 2 đến 3 cô chia làm hai phần. Vậy thì cô sẽ lấy đó, mỗi đơn vị cô chia làm hai phần bằng nhau, được chưa? Và cô cần lấy 3 phần, đó là 1, 2, 3. Vậy điểm 3 phần 2 nó nằm ở đây, 3 phần 2. Được chưa? Vậy thì mình đã xác định được IN bằng 3 phần 2. Nhớ nha, là mẫu số là bao nhiêu thì mình chia một đơn vị ra là bấy nhiêu phần. Và tử số là bao nhiêu thì chúng ta sẽ lấy bấy nhiêu phần. Rồi, mình sẽ tương tự như xác định những điểm khác thì chúng ta chỉ cần vẽ những đường vuông góc với các trục OX và OY xem nó giao nhau ở đâu, thì điểm đó chính là điểm mình cần tìm. Đây là điểm N với tọa độ đó là trừ 2, trừ 2, 3 phần 2. Được không? Được đúng không? Tương tự như vậy, cô sẽ cho các em thêm một ví dụ nữa là điểm H có tọa độ đó là trừ 3 phần 2, 4 phần, trừ 4 phần 3. Vậy đây là hai số âm. Vậy thì chúng ta xác định được cho cô đó là xh bằng bao nhiêu đây? Bằng trừ 3 phần 2 đúng không? Và yh thì bằng trừ 4 phần 3. Xác định cho cô. Đầu tiên là xác định xh. Xh là trừ 3 phần 2. Trừ, vậy là mình phải nhìn trên phần âm của trục OX đúng không? Đó, trên x thì sẽ nhìn trên cái đường OX thôi. Và phần âm thì xác định bên này. Trừ 3 phần 2 tức là mỗi đơn vị chúng ta chia làm hai phần và cô lấy 3 phần phía âm thì nó mang dấu trừ. Vậy tương tự như vậy cô chia từ 0 đến 1 là một đơn vị cô chia làm hai phần bằng nhau. Từ trừ 1 đến trừ 2 là một đơn vị cô chia làm hai phần bằng nhau. Từ trừ 2 đến trừ 3 là một đơn vị cô chia làm hai phần bằng nhau. Vậy tính từ điểm gốc 0 cô phải lấy mấy phần đây? Đúng rồi, lấy 3 phần. 1, 2, 3. Vậy
Điểm trừ 3 phần 2 là nằm ngay đây đúng không? Trừ 3 phần 2 đúng chưa? Là nằm ở đây. Cô chấm tròn cho em để ý. Và tiếp theo là IH. IH bằng trừ 4 phần 3. Vậy cô phải nhìn trên trục OI đúng không nào? Cô sẽ tìm điểm IH là bằng trừ 4 phần 3. Vậy thì ở đây không? Mẫu số là 3. Vậy mỗi đơn vị cô chia làm 3 phần bằng nhau. 1, 2, 1, 2, 3. Được chưa? 1, 2, 3. Vậy cô cần lấy mấy phần đây? Đúng rồi, số âm cho nên cô lấy phía dưới của trục OI. Và cô đếm là 4 phần. 1, 2, 3, 4. Vậy trừ 4 phần 3 của cô đây. Trừ 4 phần 3. Ở ngay đây. Vậy để xác định được điểm H thì cô phải làm gì đây? Đúng rồi, cô sẽ kẻ những đường thẳng vuông góc với trục OX và OY. Đúng không nào? Nó giao nhau ở đâu thì đây chính là điểm H. Có tọa độ là trừ 3 phần 2, trừ 4 phần 3. Được không? Vậy thì xác định cũng khá là đơn giản. Các em chú ý cho cô. Khi nói một điểm có tọa độ là x0, y0 thì điểm x là hoành độ, y là tung độ. Thì mình phải xác định cho đúng trên cái trục và cái đường thẳng vuông góc giống với từng tung độ và hoành độ. Nó giao nhau ở đâu thì chính đó chính là điểm mà mình cần tìm. Và bây giờ mình sẽ qua chấm hỏi 2. Chấm hỏi 2. Chấm hỏi 2 yêu cầu các em là viết tọa độ của góc O. Điểm O có tọa độ như nào đây? Điểm O ở đây. Vậy muốn biết tọa độ của điểm O thì cô phải giống cái đường vuông góc xuống từng OX và OY đúng không? Mà nó trùng ngay ở đây. Thì x của nó bằng mấy đây? X của nó bằng 0. Y của góc tọa độ là bằng nhau, cũng trùng với điểm 0 luôn. Vậy tọa độ của điểm góc tọa độ là 0 0 với XO bằng 0, YO bằng 0. Được chưa nào? Và để củng cố những gì chúng ta vừa học thì chúng ta qua bài tập số 32. Và bây giờ mình cùng qua bài 32 sách giáo khoa trang 67. Bài 32 cho các em như sau. Cho hình như hình 19. Câu A yêu cầu các em viết tọa độ của điểm M, điểm N, điểm P, điểm Q trong hình số 19. Đây, câu A yêu cầu các em xác định được tọa độ của điểm M, điểm N, điểm M, điểm N, điểm P và điểm Q có tọa độ như nào. Đó. Đó, phần giữa các tọa độ là dấu chấm phẩy. Cô viết hơi giống chữ Y nhỉ? Rồi. Vậy điểm M của cô, xác định tọa độ của điểm M. Vậy cô phải làm sao đây? Vậy thì để xác định được tọa độ của một điểm, chúng ta sẽ đầu tiên muốn xác định tọa độ của điểm M. Cô phát hiện phải xác định được XM và IM đúng không? Muốn xác định được XM thì cô kẻ một đường thẳng vuông góc với trục OX. Và điểm M giống xuống cách trục OX tại điểm nào đây? Trừ 3 đúng không? Vậy thì XM bằng trừ 3. Vậy cô thay vào vị trí ở đây là trừ 3. Tiếp theo đây là vị trí của IM đúng không? Vậy muốn xác định được IM thì chúng ta phải giống điểm M vào trục OI đây. Cô kẻ một đường vuông góc vô thì nó sẽ giao trục OI tại điểm 2. Vậy IM bằng 2. Cô thay vô thì cô được điểm M có tọa độ là trừ 3, 2. Đúng không? Tương tự như vậy, cô sẽ xác định điểm N nhé. Muốn xác định được điểm N, cô lại đầu tiên phải tìm XN. XN thì cô kẻ một đường từ N vuông góc với trục OX
Và nó giao ở đâu thì đó chính là xn. Vậy xn bằng mấy đây? Bằng 2 đúng không? Vậy cô ghi xn bằng 2. In thì sao? In thì cô phải từ n cô kẻ một đường vuông góc với OI và giao với OI tại điểm trừ 3, cho nên IN của cô bằng trừ 3. Đúng không? Tiếp theo nào, điểm P. Điểm P thì sao? Điểm P nằm ở đâu nhỉ? À, điểm P nằm ở đây, là vị trí này. Để tìm được XP thì cô phải làm sao? Cô từ điểm P, cô kẻ một đường vuông góc với OX. P nằm ở đây, vuông góc với OX. Rồi, giao nhau với tại OX tại đâu đây? Tại điểm này là gốc tọa độ đúng không? Là không. Vậy thì XP sẽ bằng không. Vậy IP bằng bao nhiêu nhỉ? IP thì cô sẽ đây, P nó nằm trên trục OI luôn và điểm đó là điểm trừ 2, vậy cô sẽ có IP bằng trừ 2. Đơn giản đúng không? Nhớ, đây, khi mà một điểm mà nằm trên trục OI thì nó sẽ có hoành độ bằng 0. Tiếp theo là điểm Q ở đâu? Điểm Q ở đây nè. Vậy thì điểm Q nằm ngay ở trên trục OX. Vậy XQ bằng nhiêu đây? XQ bằng trừ 2 luôn đúng không? Không cần giống gì cả, ra luôn, trừ 2. Vậy IQ thì mình phải kẻ một đường vuông góc với OI thì nó vuông góc ngay ngay đây luôn. Đúng chưa? Ngay góc tọa độ thì IQ bằng 0. Vậy các em để ý cho cô là những điểm nằm trên trục hoành thì có tung độ bằng 0. Tức là điểm nào mà nằm trên OX thì có Y bằng 0. Điểm nào mà nằm trên trục OI thì có X bằng 0. Đúng không? Đơn giản đúng không? Nhớ phần này cho cô ha. Và người ta cho các em câu B là các em có nhận xét gì về tọa độ của các cặp điểm M, N, M và N, P và Q? Các em ơi, M và N. Nhìn M này, mình thấy là hoành độ của M chính là tung độ của N. Tung độ của M chính là hoành độ của N. Vậy thì chúng ta có kết luận là tung độ của điểm này là hoành độ của điểm kia và ngược lại. Đó, chúng ta có nhận xét như sau. B nhận xét, ta thấy tung độ của điểm này là hoành độ của điểm kia và ngược lại đúng không nào? À, tương tự với P và Q thì cũng vậy. Hoành độ của P bằng 0 thì tung độ của P bằng Q bằng 0. Tung độ của P bằng trừ 2 thì hoành độ của Q là bằng trừ 2. Vậy thì nó hoán đổi cho nhau. Và bây giờ mình qua bài số 33. Bài 33 yêu cầu các em là vẽ một hệ trục tọa độ OXY và đánh dấu các điểm A, B, C có tọa độ như trong sách giáo khoa. Vậy thì bây giờ chúng ta cùng cùng làm ha. Bài 33 sách giáo khoa trang 67. Và để làm được bài này, các em và cô cùng xây dựng hệ trục tọa độ trước nhé. Ở đây cô sẽ vẽ hệ trục tọa độ OXY. Rồi, đây là 1, 2, 3, 4.
trừ 1, trừ 2, trừ 3, trừ 4. Vậy thì bây giờ chúng ta cần xác định những điểm nào đây? Cô và các em cùng viết ra nhé. Đầu tiên là điểm A, có tọa độ là 3 trừ 1 phần 2. Điểm B có tọa độ là trừ 4, 2 phần 4. Điểm C có tọa độ là 0, 2,5. Các em biết vì sao mà giữa hai hoàn độ và tung độ chúng ta bị viết dấu chấm phẩy chưa? Đó là để chúng ta phân biệt được rằng cái nào là dấu phẩy của số và cái nào là phân cách của tọa độ. Được chưa nào? Nếu mà các em biết dấu phẩy hết là sai ha. Mình không biết đâu là đây là 0,2,5 là mình không biết nó đọc như thế nào và xác định như thế nào luôn. Nhớ cho cô nha, dấu chấm phẩy nha. Nhiều bạn là viết dấu phẩy là bị sai đó ha. Vậy thì để xác định những điểm này chúng ta làm như thế nào đây? Cô và các em cùng xác định nhé. Ở đây điểm 3A, A vậy thì mình có XA bằng bao nhiêu? XA bằng 3, IA bằng trừ 1 phần 2. Và XA thì xác định dễ rồi, XA bằng 3, cô xác định đây là 3, đây đúng không? Rồi IA là trừ 1 phần 2, trừ 1 phần 2 vậy là nằm trên trục y và mang dấu âm. Trừ 1 phần 2 tức là một đơn vị cô chia làm hai phần và cô lấy một phần ở phía phần âm này. Vậy là một đơn vị cô chia làm hai phần, lấy một phần là trừ 1 phần 2 ở đây đúng không? Đúng nào? Vậy thì cô xác định được điểm. Cô viết bằng phấn đỏ cho dễ nha. Đó, cô dán qua cái này thì cô phải gạt. Đó, vuông góc. Tiếp theo là từ số 3 này, cô vẽ vuông góc. Vậy nó nằm ngay đây. Đúng chưa? Vậy điểm đó là điểm A, có tọa độ là 3 trừ 1 phần 2. Dễ đúng không? Tiếp theo là điểm B. Điểm B của cô có XB bằng bao nhiêu đây? Bằng trừ 4 đúng không? Số nguyên luôn, dễ tìm. Và IB bằng bao nhiêu đây? Bằng 2 phần 4. Nhưng mà 2 phần 4 là phân số đã tối giản chưa nhỉ? Chưa đúng không? Vậy cô rút gọn với 2 cô được là 1 phần 2. Vậy thì một đơn vị cô sẽ chia làm 2 phần và cô lấy 1 phần. Đây là số dương nên cô lấy phần dương. Đầu tiên cô xác định XB trước là bằng trừ 4. Trừ 4 là cô sẽ tìm trên X là đây đúng không? Đó. Và IB cô xác định là được bằng 1 phần 2. Vậy thì nó là dương cho nên cô xác định phần trên. Một đơn vị cô chia làm hai phần và cô lấy một phần thì cô được 1 phần 2 ở đây. Đúng không? Và từ đây thì cô sẽ vẽ đường vuông góc ra như này. Đó, nó giao nhau ở đâu? Thì đó chính là điểm B. Có tọa độ là trừ 4, 2 phần 4. Tức là 1 phần 2 đó ha. Này là 2 phần 4. Cô viết cho nó đúng theo yêu cầu của đề bài luôn nha. Đó. Được không? Được đúng không? Thay vì cô rút gọn thì cô để 2 phần 4 thì cô chia một đơn vị ra là 4 phần. Và cô lấy 2 phần được không? Được đúng không nào? Rồi. Tiếp theo là điểm C. Có tọa độ là 0, 2,5. Vậy thì XC bằng bao nhiêu? Bằng 0 đúng không? IC bằng 2,5. Vậy thì XC là bằng 0, vậy là nó nằm trên ở đây rồi đúng không? IC là bằng 2,5, vậy thì từ 2 đến 3 cô chia làm đôi thì đây là 2,5. Đúng không? Và điểm C chính là giao điểm của cái đường 0 và đường 2,5 là tại đây. Là điểm C. Được không nào? À, cô viết ở đâu nhỉ? Ở đây đi. Ở
Đây, để cô ký hiệu được cái C này có tọa độ là 0 và 2,5. Được không? Vậy là khi cô cho một điểm mà có hoành độ bằng 0 thì nó sẽ nằm trên trục trục tung. Các em để ý nhé, sau này sẽ có những bài tập rất là thú vị liên quan đến trục hoành và trục tung. Thì hiện tại thì chúng ta chưa cần đến những điều đó. Và các em nhớ lại cho cô về hệ trục tọa độ, mặt phẳng tọa độ. Mặt phẳng tọa độ là mặt phẳng có chứa hệ trục tọa độ OXY với OX và OY là hai đường đường thẳng vuông góc với nhau, giao nhau tại O, O là góc tọa độ. Về chia số trên hệ trục tọa độ thì các em nắm cho cô rồi được rồi đúng không? Và mình sẽ có bốn góc phần tư. Thứ nhất, đây là góc phần tư thứ nhất, góc phần tư thứ hai, góc phần tư thứ ba và góc phần tư thứ tư. Quan trọng nhất là xác định điểm cho cô. Và cô đã hướng dẫn rất là kỹ trong phần bài tập rồi. Các em có thấy video của cô hay và bổ ích không? Nếu mà thấy hay và bổ ích thì các em nhớ like video này và share cũng như là subscribe kênh để nhận được những video mới nhất mà cô sẽ làm tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở những phần sau.